Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở trước cổng nhà thờ giáo xứ Bắc Hải thuộc phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Thì tối hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022. Và Phú thấy là nhà thờ giáo xứ Bắc Hải người ta đã mở đèn tất cả các công trình mừng Chúa Giáng Sinh rồi. Nên hôm nay Phú đi vào trong này để cập nhật lại, chia sẻ với quý vị. Bây giờ Phú sẽ đi vào bên trong, mời quý vị cùng theo dân Phú nha. Thì ở bên phía bên này nè, hôm bữa là người ta làm chưa có xong nên người ta chưa có mở đèn. Thì có một số quý vị nói là sân nhà thờ thì rộng mà không làm gì hết, nhưng mà người ta đã làm rồi chưa có xong quý vị ơi. Hôm nay người ta làm xong mà người ta đã mở đèn nè. Phú đi vào hôm nay quay quý vị xem nè, rất là nhiều công trình đây luôn quý vị. Thì hầu như năm nay cũng vậy hết á, nhà thờ Bắc Hải người ta sẽ làm ở bên khuôn viên bên này rất là nhiều. Quý vị thấy là mọi người đến đây để vui chơi và tham quan rất là đông ha. Đây Phú đi vào bên trong quay quý vị xem này. Đây chúng ta sẽ đi vào bên trong này nha. Hết cửa chưa? Đây quý vị ơi, đây là một cái tiểu cảnh này, ở trên là có ngôi sao, có phun tuyết luôn kìa. Như này là cái chòi lá, cái chòi lá này chính là hang đá này. Mọi người đang lên trên này chụp hình với trời luôn. Nhưng mà cái này vui chơi để không để ý trẻ em là hồi nó sẽ quậy tung hết lên. Người ta đang treo cái trái trâu lên trên cái cây này quý vị. Cái trái trâu thế này rất là đẹp. Đây là phía trên hang đá đây. Cố lên trên hang đá quay cho mình xem nha. Hang đá người ta làm thành cái túp lều này, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bên này có câu đối là Thiên Chúa đã làm người và ở cùng chúng ta. Đây, đây này coi nha. Đây quý vị, đây là hang đá này, tượng rất là lớn luôn. Bên kia là có nguyên một con bò rất là lớn luôn quý vị. Rồi, tôi sẽ đi xuống đi qua bên kia nha. Ở bên phía bên này là người ta làm ba vua này. Đây quý vị, đây là ba vua này. Một con lạc đà rất là lớn. Này là ba vua đang tiến về hang đá. Cái này thì không phải là tượng chuyển động như vậy, nên là tượng đứng im thôi. Đây là một ông này, phía bên này là hai ông nữa. Ở phía này là hai ông nữa, đây hai ông đứng ở phía này. Ông này đi con đen thui à, mặc áo đỏ. Ông này cũng đi con đen thui luôn, quàng cái khăn màu xanh rất là hay vậy ha. Ba vua, ba vua hay gọi là ba đạo sĩ đang tiến về hang đá Bethlehem rất là hay luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với những tiểu cảnh bên này quý vị ơi. Hay những cái tiểu cảnh này người ta trang trí rất là nhiều. Ở đây người ta có để các bạn là xin cẩn thận điện giật này, các em nhỏ rất là nguy hiểm. Ở đây người ta trang trí những cái cây chuối bức tường. Đây là bàn uống trà, chó.
phía bên này là cái tiểu cảnh miêu tả lại thiên thần truyền tin đấy ha. Thiên thần truyền tin thì bức tượng của thiên thần là bức tượng cử động nha quý vị, tay thiên thần là cử động, quý vị có thể thấy tay thiên thần cử động. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà Maria đang quỳ ở đây nè. Người ta trang trí như vậy. Rất là nhiều người vào hôm nay chụp hình, rất là đẹp vậy ha, sinh động lắm. Ở trên những cái cây là người ta đều răng những cái dây điện mà hiệu ứng giọt nước quý vị. Nó cứ nhỏ giọt xuống rất là đẹp. Rồi, bên phía bên này. Đây quý vị ơi, đây là một cái tiểu cảnh khác. Cái tiểu cảnh này thì theo vũ đoán là Abraham đang sắp tế con mình để làm của lễ tần thiêu cho Chúa. Đây quý vị. Rất là đẹp ha. Để cái đống củi. Người ta có cái trang trí như thế này. Và ở chỗ này là có một con cừu được đang bị mắc sừng trong bụi gai này. Làm cái tiểu cảnh rất là hay. Đây, tôi sẽ đi tiếp xuống cái này nha quý vị nha. Cái khu vực chỗ này chính là tàu của ông Noe, tàu ông Noe quý vị. Răng dây rất là nhiều rồi. Tàu Noe. Người ta có trang trí những cái con thú thế này nè, rất là hay. Người ta làm một cái con tàu giả thế này. Con tàu này người ta đóng cái khung, rồi sau đó người ta in cái bức phông hình cái con tàu ấy, người ta dán vào. Rất là đẹp. Để những cái con thú này để tạo thành cái tiểu cảnh rất là hay luôn. Chỗ này là ông Noe. Đấy. Phải chị Tì đúng rồi. Quay này bao giờ mình đi coi? Này chắc sáng mai, tại giờ quay về còn phải cắt ghép nữa. Thế quay lên Hà Nội không? Hà Nội em quay rồi. Quay rồi. Rất là đẹp quý vị. Tôi sẽ đi tiếp xuống chỗ này nhé. Ở dưới này là người ta làm một cái tiểu cảnh này là miêu tả lại vườn địa đàng đấy quý vị ơi. Đèn hiệu ứng giọt nước nó chạy xuống rất là đẹp. Người ta làm cái này là cái miêu tả lại cái vườn địa đàng. Có những con thú này. Quý vị nhìn từ trên cái cây xuống sẽ có một cái con rắn. Con rắn rất là lớn luôn, đang lè lưỡi ra kìa. Ông Adam và bà Eva đang bị con rắn nó cám dỗ ăn trái cấm. Bên phía bên kia là chúng ta có thể thấy là cái thác nước đang chảy kìa. Bên trong là thác nước nó chảy. Rất là đẹp ha. Trong này là một cái vườn nho. Rất đẹp luôn. Thì đây là toàn bộ cái khu vực vườn địa đàng.
những công trình Giáng sinh của giáo xứ Bắc Hải mà người ta đã làm trong những ngày vừa qua. Hôm nay người ta mới mở đèn tất cả lên. Phú đến Phú quay cập nhật cho quý vị xem. Bây giờ Phú sẽ lên đằng trước, Phú quay chi tiết cây thông cho quý vị coi nha. Phía bên này chính là cây thông của nhà thờ giáo xứ Bắc Hải quý vị. Quý vị thấy là cái hiệu ứng đèn nó chạy này, rất là hay luôn ha. Từ trên chạy xuống nè. Cây thông này thì người ta có trang trí rất là nhiều ở dưới gốc cây thông này. Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc, có những cái giọt quà phía dưới, người ta đang chụp hình. Quay những cây thông này. Cây thông này người ta kéo những cái sợi đèn led rất là đẹp. Ở trên ngọn tháp chuông của nhà thờ chính là ngôi sao biểu tượng của nhà thờ ấy nhá. Ngôi sao của nhà thờ xứ Bắc Hải thì cũng thấy năm nay có vẻ là chạy hiệu ứng đèn khác luôn quý vị ơi, rất là đẹp luôn á. Để lát nữa quý vị sẽ bay flycam quay quý vị xem để quý vị thấy được chi tiết cái hiệu ứng của nó nha. We all like figgy pudding. For we all like figgy pudding.
you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. So